Trưa 26 tháng 10, diễn viên Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ lại trên trang cá nhân bài viết từ một tài khoản mạng xã hội Facebook cho rằng cô đã bị bắt. Bài viết này cho biết dẫn từ nguồn đáng tin cậy và mô tả cuộc vây bắt đã xảy ra nổ súng. Lý Nhã Kỳ lên tiếng phủ nhận chuyện mình bị bắt. Cô viết, chị gì ơi, chị lấy tin ở đâu mà tôi đọc, tôi hú hồn quá. Cần tin gì thì lấy luôn chỗ tôi cho chính xác. Ngay sau đó, bài viết trên trang Facebook nêu trên đã bị xóa nhưng Lý Nhã Kỳ đã kịp chụp lại. Bạn bè và người hâm mộ Lý Nhã Kỳ cho rằng tài khoản Facebook nêu trên đã tung tin đồn để câu view gây sự chú ý. Những người ăn không nói có này nên bị kiện. Kỳ hãy báo công an. Một số ý kiến tỏ ra bất bình. Phía Lý Nhã Kỳ cũng cho biết không có chuyện cô bị bắt như tin đồn lan truyền trên mạng. Ngày 28 tháng 10, Lý Nhã Kỳ sẽ bay sang Qatar để tham gia một sự kiện ở đây. Lý Nhã Kỳ tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, là doanh nhân và là diễn viên. Cô đã tham gia một số phim như Kiều Nữ và Đại Gia, Thượng Hải, Gió Nghịch Mùa, Chiếc Giường Chia Đôi, Mùa Hè Lạnh. Cô cũng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong nhiều game show, chương trình truyền hình.